Nhật ký phòng trọ ma. Ngày thứ ba, tức thứ tư, ngày mùng 4 tháng 6. Người hàng xóm phòng 2 và những điều không được phép chia sẻ. Mình không thể kể những chuyện xảy ra trong ngày thứ ba được, vì lý do không được sự cho phép của người hàng xóm ở phòng số 2. Hôm qua, sau khi kể xong ngày thứ hai, thì mình có về nhà để lấy một chút đồ. Khi đi đến cửa, thì có một thanh niên, dáng người cao mà gầy, kéo vai mình, nói là hàng xóm, sống ở phòng 2. Anh ấy kêu mình qua phòng anh ấy nói chuyện. Khi bước vô căn phòng, suy nghĩ đầu tiên của mình là anh Kiên, người sống ở phòng số 2, theo đạo Thiên Chúa và rất sùng đạo. Các cây thánh giá, tượng Chúa được bày trí khắp phòng. Mình không mấy dễ chịu về căn phòng vì mình theo đạo Phật, không phải gọi là có thành kiến này nọ hoặc kỳ thị vì bạn thân của mình cũng theo Thiên Chúa giáo. Đơn giản là mình không thấy thoải mái mấy. Mình và anh ấy có một cuộc nói chuyện nhỏ. Anh nói anh biết tất cả những gì đang xảy ra trong căn phòng ấy, vì anh ấy đã ở đây hơn 4 năm và cũng bị ảnh hưởng gián tiếp đến cuộc sống bởi những thứ đang ám căn phòng ấy, hay nói chính xác hơn là cả dãy phòng. Lúc này mình cảm thấy tâm trạng ổn định hơn trước những gì anh ấy nói, vì mình tin mình không bị hoang tưởng và có người có thể giúp mình. Sau đấy, anh ấy tỏ ra khá khó chịu trước những gì mình đã kể trên mạng YouTube và nói ý tưởng ấy thật ngu ngốc. Anh ấy nói trong vấn đề này mình có thể coi là chưa hiểu gì hết. Những thứ ấy không đơn giản chỉ là những trò hù dọa ma quỷ. Nó đã quá bình thường với những bộ phim kinh dị nhạt nhẽo. Việc này liên quan đến tính mạng. Đã có người chết và càng nhiều người liên quan thì chỉ càng rắc rối. Nghe qua có vẻ ngớ ngẩn và mình không định quan tâm đến lời anh ta nói, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện vì có thể Kiên sẽ giúp ích cho mình trong vấn đề này. Sau khi nghe mình kể thêm về những gì mình tính kể tiếp và thuyết phục anh ấy cho phép chứ không thể bỏ dở giữa chừng. Không ngờ Kiên sẽ cho phép mình đăng những gì anh ấy cảm nhận được và khuyên mình hạn chế về căn phòng cuối dãy ấy vì đó là nơi bị ám nặng nhất. Mình không nghĩ đơn giản là Kiên nghĩ về các bạn trên YouTube đợi bài kể chuyện này, mà chắc có một lý do nào đó, có thể là trông đợi sự trợ giúp của một ai đó dành trong lĩnh vực này. Anh khuyên nên dọn qua đây ở. Căn phòng đã được trấn và hạn chế những thứ ấy. Theo những gì anh cho phép, thì ngày thứ ba là những gì mình không được phép đăng. Sau cuộc nói chuyện, mình xin về trông quán cho bác. Hôm nay, nhà bác đi chơi về nên không mở cửa quán cà phê. Mình sẽ có nhiều thời gian để kể về những vấn đề mình gặp phải. Và để bù đắp cho câu chuyện đáng lẽ hôm nay sẽ được kể, thì mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện khác. Đây là chuyện có thật, như những người kể chuyện hay nói để tăng phần đáng tin cho câu chuyện mà mình đã được bà ngoại với các bác kể trong những lần về thăm quê ngoại mình ở Nam Định. Bà ngoại mình có 6 người con, mẹ mình là thứ 5, trên mẹ mình là bác Nguyệt, người bác có quán cà phê mà mình đang phụ giúp. Rồi đến bác Minh năm nay chắc tầm 60, bác đã từng đi lính một thời gian, hình như là 4 năm thì phải, nên đâm ra dày dạn, gan lì. Đối với những chuyện ma cỏ, bác không tin nhưng rất hứng thú. Lúc trước khi đi chiến tranh, bác hay cùng với mấy người bạn cùng xóm ra nghĩa địa cầu cơ, chơi ma này nọ. Nhà bà ngoại mình đất rất rộng, gần đấy có một cái nghĩa địa.
Thời chiến tranh, dân chết do đói, thiếu ăn, chết do bị giết, nhiều vô kể. Tất cả đều được chôn ở cái nghĩa địa ấy. Sau chiến tranh, bác Minh về lấy vợ và được bà chia cho một mảnh đất sát vìa nghĩa địa. Tuy đã có vợ nhưng bác Minh vẫn không bỏ được cái tính trời dại, trêu ma, ghẹo quỷ, báng mổ thần thánh như ngày trước. Và cuối cùng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lần đấy, vợ chồng bác cãi nhau. Vợ bác giận dỗi dẫn con bác lên nhà ngoại ở mấy ngày. Đêm đó, bác mua mồi và rượu về ngồi nhậu một mình. Bác vừa ăn, vừa gõ bát. Mặc dù biết rằng làm như vậy sẽ là gọi ma quỷ đến. Bỗng bác nghe trong bếp có tiếng động. Bác liền vô ngó thử, thì khi quay trở ra, mâm bát bị lật đổ hết xuống đất. Bác nghĩ là có đứa con nít hay con mèo, con chó gì làm, liền đứng đấy mà chửi rủa. Mẹ với dì tôi bên nhà bà mới chạy qua xem, thì khi đi ngang qua, hoảng hốt khi thấy có cái bóng đen xì đang đứng ở trước cửa, khom khom lượm đồ rơi dưới đất ăn. Còn bác thì đứng đó mà chửi, cứ như không hề hay biết sự hiện diện của thứ đấy. Mẹ và dì tôi sợ quá mới hét lên, rồi cái thứ đấy lao thẳng vào mồm bác Minh. Rồi cả người bác Minh giật mạnh, bác hét rú lên. Bà ngoại cùng với mấy bác chạy qua, ai cũng không hết kinh hãi khi thấy bác mình mặt điên dại, há mồm kêu ầm lên, rên rỉ, rồi lượm đổ dưới đất ăn, xong lại tự cắn tay, cắn chân mình, máu me chảy ra đầy người. Bà mình sợ quá mới chạy ra vườn sau vặt cây dâu, còn các bác thì niệm Phật. Bà vặt cây rồi vào, cứ thế mà quất vào người bác. Được một lúc thì bác khóc lóc rồi ói ra một thứ gì đó đen xì. Cái thứ đó dãy giụa rồi vụt ra ngoài, hướng về phía nghĩa địa, sau đó biến mất trong màn đêm. Bác mình lăn ra ngất, rồi được mọi người đưa lên trạm xá, ở đó cả tuần. Về sau, bà mời thầy đến nhà làm phép này nọ, thì bác mới đỡ và được đưa về nhà.